Thưa quý vị, ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận và chọn làm ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 9 tháng đầu năm 2023 này, toàn quốc đã xảy ra hơn 8.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 4.760 người, bị thương hơn 5.800 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông và số người chết có giảm. Tuy nhiên, nhiều vụ lại rất thương tâm. Tai nạn giao thông không chỉ để lại sự mất mát cho người ở lại, mà còn tạo ra hệ lụy nặng nề cho gia đình và xã hội, ghi nhận tại Đồng Nai. Bệnh nhân này trước đây đã từng là trụ cột của gia đình nhỏ. Cuộc sống mưu sinh không may khi anh trở thành nạn nhân của vụ tai nạn giao thông tại điểm đen ngã tư Vũng Tàu. Chấn thương sọ não, mọi gánh nặng cuộc sống đè lên vai người vợ. Hơn 7 tháng qua, cứ sáng đi làm chăm con, tối vào bệnh viện, vất vả áp lực rất lớn. Mỗi ngày chị Hiếu đều tự động viên bản thân phải cố gắng để lo cho chồng điều trị, dù biết có thể anh sẽ không bao giờ hồi phục trở lại. Nhiều lúc nữa mãi cũng áp lực lắm. Áp lực con cái, áp lực kinh tế, rồi chồng làm nói chung áp lực. Chung là cũng phải cố gắng theo với chồng. Dù gì chồng con mình cũng phải theo tới cùng luôn. Nên năm ra em cũng phải ráng cố gắng. Nhiều lúc tối trăm ngày đi làm nó áp lực lắm. Rồi áp lực công việc đồ nữa. Nên nói chung là mỗi người có một cái số phận đi. Mình vượt lên được thì tới đâu thì trời thương tới đó thôi. Một bệnh nhân vào viện mà một chấn thương sọ não nặng thì đằng sau họ còn có gia đình, có vợ con nữa. Thì những ca như vậy thì nhiều cảnh rất là đau lòng. Thì nếu mà những ca đó thì để lại di chứng ít đó, thì mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Còn những ca mà bị sống đời thực vật nằm tại vườn á, nằm tại giường lâu dài á, thì mình thấy rất là nhiều cảnh rất là thương tâm. Phải chăm sóc rồi phải tái khám nhiều lần. Rồi có những ca thì chỉ có diễn tiến xấu dần rồi tử vong. Thì những cảnh đó thì mình không có nào mà quên được. Tai nạn giao thông không chỉ xảy ra ở người lớn mà những năm gần đây gia tăng đáng báo động ở trẻ em, nhất là tai nạn nghiêm trọng ở trẻ độ tuổi 12 đến dưới 16 tuổi. Thưa quý khán giả, hiện tại khoa chấn thương chỉnh hình bỏng của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai có khoảng 40 bệnh nhi. So với các thời điểm khác trong năm thì số lượng bệnh nhi khá thấp. Tuy nhiên có đến 80% số lượng bệnh nhi ở khoa bị tai nạn giao thông và bị đa chấn thương, trong đó chấn thương nhiều nhất là chấn thương ở vùng đầu. Đây là trường hợp đa chấn thương ở mức độ trung bình do tai nạn giao thông. Trẻ may mắn không bị chấn thương đầu, nhưng tai nạn khiến bé bị gãy hở xương đùi và xương bánh chè bên trái và gãy cẳng tay hai bên. May mắn sau tai nạn, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện sớm, được sơ cứu ban đầu đúng cách nên không bị sốc nhiễm trùng. Tuy vậy, quá trình điều trị cũng rất gian nan. Trẻ phải phẫu thuật nhiều lần để xử lý các phần xương bị gãy. Bên cạnh sự bất cẩn của bố mẹ thì hiện tại trẻ bị tai nạn giao thông chủ yếu là do gia đình giao xe phân khối lớn cho trẻ sử dụng. Lúc có đường vắng nên em đi cũng từ từ. Em biết qua gác đâu, qua đường ẩu xong không nhìn đường qua, em xong đuổi luôn. Do nhà cũng không đủ điều kiện, với nhà có xe đó để bố mẹ thấy đấy, đưa em đi rồi. Mỗi một tuần chúng tôi mổ cấp cứu cho khoảng 20 cái trường hợp là gãy xương. Thế thì trong cái thời gian gần đây cái lượng bệnh không có nhiều hơn. Tuy nhiên là cái lượng bệnh mà bệnh nặng, những cái tổn thương phối hợp, ví dụ như chấn thương sọ não cộng với lại gãy các cái gãy chân, gãy tay, hoặc là chấn thương sọ não cộng với lại tổn thương ngực bụng, thì cái số lượng này nhiều hơn do các bé hiện tại bây giờ thì các bé sử dụng cái xe phân khối lớn nhiều hơn. Tai nạn giao thông chỉ xảy ra trong phút chốc, thế nhưng hậu quả nó để lại lại dai dẳng và nặng nề. Để tai nạn giao thông không còn là nỗi ám ảnh, mỗi người cần chấp hành nghiêm về pháp luật an toàn giao thông.